tìm hiểu kỹ tính cách của nhau mà mình lấy nhau sớm quá thì nó là như vậy. Đó, cái đó là cái sai lầm của em. Nhưng mà giờ hiện tại giờ trên cái giấy tờ mọi thứ là vẫn độc thân. Đúng rồi chị. Cũng may mà chưa có con đó. Dạ. Dính vô nữa là mất công khổ mấy con nhỏ nữa, đúng không? Đúng rồi. Rút kinh nghiệm nha. Nhưng mà tại sao lúc đó không làm giấy tờ rồi kết hôn? Lúc đó là cứ nghĩ hai đứa sẽ lấy nhau đi, rồi khi sanh con xong mình sẽ làm giấy đăng ký kết hôn luôn. Rồi hiểu. Em muốn hỏi là vợ nhỏ hơn ảnh nhiều không vậy? Rồi nữa em thật sự là tính em cũng con nít nha. Con nít nhưng mà tuổi em lớn rồi em ơi, cũng không thể nào con nít bằng cái đứa tuổi con nít thiệt. Dạ. Mình là cái tánh mình nó trẻ trung thôi chứ dạ. Mình không phải con nít. Khi em đi chơi với bạn bè em hay quậy này nọ lắm, em không biết là anh có chịu được không. Trời ơi, sợ em quậy không bằng ảnh, anh muốn em quậy cho nhiều nhiều xíu á. Quan dạ. Trọng là mình chơi vui bạn bè, nhưng mà dạ. Đâu là cái tình cảm của mình có xác định được hay không, mình dạ. Có phải là một con người nghiêm túc trong tình yêu hay không, đó mới là quan trọng. Trong tình cảm thì em nghiêm túc, nhưng mà em tại vì em nghe nói là ảnh một lần với vợ như vậy em cũng sợ là sau này ảnh sẽ gặp vấn đề như vậy nữa. Ủa là em cũng ghen luôn hả, em ghen dữ lắm hả? Em không có ghen, nhưng mà em sợ là cái tính con nít hay nhõng nhẽo hay là hay đòi này nọ, em sợ ảnh không chịu được. Quan trọng là của mình là hiểu chuyện thôi em. Anh làm công việc đó, anh làm cái đó thì anh sẽ nói cho em nghe chứ anh không có giấu. Bạn bè của anh thì anh nói cho em biết hết. Bây giờ ngược lại, cổ cũng bạn bè nhiều, cổ cũng hay đi chơi với bạn bè, rồi cũng đó, ví dụ lâu cổ cũng biết uống bia rồi, em có cái đó bình gì thường không? Chị, cuộc sống bây giờ là mình phải ra ngoài, mình phải giao tiếp, phải ăn uống ăn nhậu, cái là chuyện bình thường. Rồi, nhưng ví dụ mà em đi chơi phải... em có dắt vợ em đi theo không? Có chứ chị. Ừ. Em đi đâu em cũng dắt vợ em theo hết, nhưng mà nhiều khi cái công việc của mình dắt không được, thì giống như đi đám tiệc bạn bè thì có dắt vợ mình theo bình thường, đâu có gì đâu. Rồi giờ cổ hay nhõng nhẽo hả, kiểu như hay vòi vĩnh rồi nhõng nhẽo rồi, tại tính tình thôi con nít. Chung đừng bánh bèo quá được, giống như em đang làm á thì đừng kêu anh ơi đi mua trà sữa cho em là không được. Em sống nó thực tế rõ ràng. Nhưng mà vẫn quan tâm yêu thương lo lắng cho bạn gái, cho vợ mình đúng không? Em quan tâm thì em không biểu hộ bên ngoài. Mệt quá thì ráng biểu rồi hiện ra bên ngoài đi. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một mẫu người bạn trai là chín chắn, nghịch nghịch quậy khoái xíu xí. Phá quá luôn được không? Dạ không. Không. Dạ vậy, ví dụ như là nhậu thì ít một xí, hút thuốc em cũng cho, tất cả em cũng cho, cái nào là giới hạn thôi. Hút thuốc nhậu nhẹ có không em? Nhậu có chị, hút thuốc thì không. Nhậu có hả? Dân thì... dân thể thao có nhậu cũng mập đâu em đừng lo. Rồi. Nhậu rồi đừng có bụng bia được rồi chị. Không có bụng bia, người ta chờ body 6 múi mà, người ta đi bán đồ tập gym mà, em nghĩ dạ. Sao bụng bự 6 múi ai mua cái máy gym đâu tập. Rồi, ghế đây rồi cưng ơi. Rồi ngồi đi cưng. Dạ. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Trời ơi xinh quá, trong trắng thơ ngây quá, bên đây vô số tội. Chào em trai, em giới thiệu trước đi nè. Chào chị Cát Tường. Ừ. Chào chị ba. Em là Lê Minh Phi, sinh 1985. 35 con dê. 35 con trâu chứ. Trâu thì tại nhiên người ta nói 35 con dê. Dạ. Đang làm công việc gì Phi? Công việc chính của em là làm bên gym, vừa làm PT. Vừa cung cấp thiết kế thiết bị phòng gym. Và em cũng có làm thêm một nghề đam mê, đó là nghề xăm cái gì? Tattoo. Rồi là em xăm cho người ta hay người ta xăm cho em? Em xăm cho khách. Sao chị chưa thấy em xăm khách mà chị thấy khách xăm em không vậy? Cái gym là ở quận mấy, chỗ nào? Gym thì em làm thường ở dưới quê của em nhiều hơn. Cung cấp thiết bị cho tất cả các phòng gym cái gì? Quê em ở đâu? Quê em Bạc Liêu, đúng rồi. Dưới quê mình sống với ai? Ba mẹ em, nhưng mà em có cái nhà riêng em, cái chỗ đó là cái tiệm của em làm luôn. Rồi hello em gái. Dạ em chào chị. Dạ em tên là Tú Quyên. Dạ anh em 31 tuổi. 31? Dạ. Giỡn hả cô? Trời tôi nhìn nãy tôi tưởng cỡ 25 tuổi á trời. Chào 1989 chị. Quyên quê ở đâu cưng? Dạ quê em ở Kiên Giang. Em đang là thợ bánh kem và có dạy luôn bánh kem tại quê luôn ạ. Ồ vậy luôn là dạ. Hiện giờ cũng đang sống ở với Kiên Giang luôn. Dạ em sống là lên đây để ghi hình thôi. Dạ. Rồi về. Dạ. Ồ lên ghi hình với ai vậy? Đi với ai? Dạ em đi một mình. Trời ơi thân gái dặm trường đường xá xa xôi, đưa người ta về Kiên Giang được không? Dạ được chứ. Được chứ, rồi đúng rồi. Cưng làm công việc đó lâu chưa? Dạ em làm khoảng 5 năm. 5 năm rồi giờ. Dạ. Mình có tiệm bán không em hay là mình làm? Dạ em làm cho chị. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em thì đam mê cái gì là em làm tay bánh. Ừ. Dạ. Có ngại yêu xa không? Bạn trai không có ở chơi gần, kế bên nó hơi xa xa. Dạ, cái đó chuyện đó thì em không ngại, nhưng mà có chịu về quê thăm đúng không chị? Trời ơi, không thăm thì mất bạn gái sao? Không thăm thì có, khác có nó thăm. Có thường xuyên hay không? Khoảng là 1 tuần, 2 tuần chứ không phải là 1 tháng, 2 tháng. 1 tháng ít thì cũng phải ít nhất là được 2 lần. Dạ. Nói chung bản thân mình muốn đi là sẽ được thôi. Đúng rồi, bản thân muốn đi là được, có đừng lo. Tự ưng nhau thì coi như 1 tuần nhiều khi đi 2 lần luôn, hoặc nhiều khi 1 tuần đi 1 lần, 1 lần ở 1 tuần, khỏi lo.
Dạ. Nha cưng nha. Rồi à, em có điểm rồi về có cái khuyết điểm gì không nè? Dạ khuyết điểm của em là hơi nóng tính, hay quên. Rồi người vậy mà nóng tính đó hả? Dạ. Nhìn vô thấy dễ thương hiền lành. Dạ. Rồi thôi để đó từ từ tìm hiểu tiếp rồi sao ha. Dạ. Còn em Phi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Mọi công việc á em hay quyết đoán quá, em muốn em sẽ làm cho bằng được. Ừ. Người ta nói vô với em ra không quan trọng. Ừ. Cái đó là điểm yếu của em. Nhưng mà những cái mà em quyết đoán mà em làm mà không quan trọng những lời bàn tán xung quanh. Ở đó giờ bao nhiêu phần trăm là thành công, bao nhiêu phần trăm là thất bại? Đa số là thành công nhiều hơn. Chín mấy phần trăm. Như vậy thì cái quyết đoán nó tốt chứ mắc mớ gì. Tuổi trẻ mà dám nghĩ dám làm thì mình có thành công. Nếu rủi có thất bại đi chăng nữa cũng là những cái kinh nghiệm cho cái cuộc sống của mình. Chứ bây giờ trẻ mình không dám làm, già làm sao mình dám. Còn gì nữa không? Ưu điểm, khuyết điểm gì nữa? À, em nấu ăn ok, được hết. Nhưng mà em không có thích rửa chén. Giống chị đó, ăn xong đập. Ăn xong đập. Rồi hoặc là mình làm đồ mũ. Ờ chết cha, không rửa hả? Trời ơi, mình ăn đồ giấy. À, cũng hơi nóng tánh chút. Nhưng mà biết kiềm chế. Có hà thượng cắn chân, hà cắn tay ai chưa? Không chị. Rồi cứ tưởng ông quýnh ta chết à. Rồi phụ nữ có khi nào vũ phu không? Không chị. Đó giờ có quýnh phụ nữ lần nào chưa? Giơ tay thôi, nói chung là mình nóng quá. Mình giơ tay thôi nhưng mà mình biết kìm lại, mình không có đấm. Giơ tay cũng không được nữa nha. Cái đó cũng là ức chế tinh thần người khác. Dừng lại đúng lúc là cũng tốt rồi. Rút kinh nghiệm, mình hôm nay mình biết kể câu chuyện đó là cái khuyết điểm thì mình phải bỏ. Dạ. Ok, rồi, tình trường. Dạ thì mối tình em chia tay cái đây cũng 2 năm. Mấy mối tình? Dạ em quen cũng 6-7 mối tình. Mối tình nào là mối tình sâu đậm nhất? Dạ chia tay đây cũng khoảng 2 năm rồi. 2 năm, quen được bao lâu? Quen gần 1 năm chị. Lý do sao chia tay? Dạ là hai đứa em kỳ tuổi. Là quen rồi mới thấy kỳ hay là về dạ, nhà em biết chịu rồi. Kỳ? Cái lúc quen thì anh nói là không sao. Ừ. Nhưng mà về gặp gia đình thì gia đình không cho. Em tuổi con gì? Em tuổi rắn. Rắn là tệ trời hợp anh này luôn nè. Tỵ Sửu Dậu tam hợp chị cũng tuổi Tỵ. Gia đình ảnh không chịu hay gia đình em không chịu? Gia đình bên ảnh không chịu. Ồ, gia đình em có coi tuổi gì không em? Không chị. Gia đình em quan trọng là em ok là được. Nhưng mà hai bạn là hợp tuổi đó, tam hợp đó. Hai người lấy nhau, người tuổi Sửu, người tuổi Tỵ, kiếm đẻ con năm tuổi Dậu nữa là lên luôn. Như kiền ba chân. Ok. Dạo này tôi chuyển sang phong thủy luôn nha quý vị. Xinh vậy không lẽ xung quanh không có anh nào theo đuổi? Dạ, tại vì cái môi trường làm việc của em cũng không có tiếp xúc nhiều. Em thường thì làm trong bếp không à. Thì chị em có làm mai cho vài người. Thì khi tiếp xúc thì cái thấy cái vẻ mặt em có thể nghiêm quá. Có thể là thấy em hiện đại quá nên... Trời ơi, tôi thấy hiện đại gì đâu trời. Trời ơi, tôi nay tôi thấy bánh bèo hết sức luôn. Họ muốn về quê. Họ nói là thấy em như vậy có thể là không có phù hợp nên họ không tiến tới. Thấy hiện đại là không có phù hợp. Dạ. Trời ơi, ai mà thời buổi này mà lạc hậu dữ vậy trời. Dạ, mà em thích người hiện đại hay thích người hơi cổ cổ? Em thích người hiện đại hả chị? Hiện đại phải không? Dạ. Lát chị cho em hại điện luôn á. Em nói em nhớ nha. Rồi, bên đây, tình trường sao? Em cũng... chắc cũng nhiều á. Cũng nhiều, chắc là không đếm hết quá ha. Chắc hết là mấy đầu ngón tay, mấy đầu ngón chân luôn á ha. Nhưng mà chỉ có vài mối tình sâu đậm thôi. Rồi, giờ kể chị nghe một cái mối tình nào sâu sắc nhất, sâu đậm nhất mà để lại nhiều ấn tượng trong em nhất. Sâu nhất là mối tình đầu tiên. Rồi. À, thời đó còn đi học cái gì? Thời đó em học 12, người đó học lớp 11. Người đó nói là khi mà chia tay xong thì người đó sẽ lấy chồng nước ngoài. Nhưng mà đúng như vậy, khoảng 3 năm sau người đó đi lấy chồng nước ngoài. Ừ. Rồi mối tình thứ hai cũng lấy chồng nước ngoài luôn. Thứ ba cũng vậy. Trời. Em mát tay quá vậy. Ai muốn lấy chồng nước ngoài là quen em hay em gì? Muốn lấy chồng nước ngoài không em? Dạ có. Có luôn hả? Ừ. Người đầu tiên là lấy chồng bên Mỹ. Ừ. Người thứ hai là Hàn Quốc. Ừ. Người thứ ba Đài Loan. Vậy bữa nay em bấm nút hẹn hò cô này để cô lấy chồng nước ngoài luôn giùm chị nha. Philippines hả chị? Hả? Philippines hả? Thôi nước nào miếng nước ngoài được rồi kệ. Ta lấy ai kệ. Tại em tên Phi mà. À, trời hay quá tên Phi. Rồi thôi quay đến đề nè. Mối tình cuối cùng gần đây nhất à, cuối cùng đó là chia tay được khoảng chắc 7-8 tháng rồi đó. 7-8 tháng, quen mối tình đó bao lâu? Chắc được khoảng 2 tháng quá. Trời đất ơi. Giống như là hai gia đình có gặp mặt. Mới 2 tháng gặp mặt gia đình luôn rồi. Em lấy thì người đó nhỏ em tới 14 tuổi là. Ừ. Còn nhỏ lắm rồi. Sao mới quen 2 tháng là... sao gặp mặt luôn rồi? Làm gì con người ta bị bắt đền hay sao mà? Không chị, không. Chứ sao mà mới 2 tháng gặp mặt? Cũng không biết nữa, tại vì sao đưa đẩy gì thôi, mình phải duyên số gì tới đó. Cũng có làm đám, không có đăng ký kết hôn nhưng mà về sống với nhau được khoảng hơn 7 tháng thì cái mâu thuẫn nó xảy ra liên tục. Không có giống như không thể hòa hợp được á chị. Ừ. Cái thứ nhất là em thì chững chạc, mình lớn rồi. Còn cái người bạn gái đó thì giống như là còn trẻ con quá, con nít quá. Ừ. Chưa có hiểu được những công việc của em.
cái công việc của em thì đa số tiếp xúc những phụ nữ nhiều. Phụ nữ rồi nói chung nên người đó cũng hay ghen lắm. Ai mà không ghen, còn nhỏ nữa. Đúng rồi. Thì phải ghen nên, thôi. Giống nhưng như vấn đề là... em có phải là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm hay không? Có chứ chị. Khi em còn độc thân thì khác. Còn như khi mà em xác định với một người nào đó thì còn những mối quan hệ khác là cũng bình thường. Không có giống như là người đó là số 1 thôi. Không quen thì thôi, nhưng mà quen á, thì phải quen. Thì người đó số 1 nhưng mà có mấy số 2, số 3, số 4 đúng không? Không chị, số 3, số 4 là do người đó nghĩ, nhưng mà bản thân em không có. Bản thân em không có nhưng mà em vẫn gieo cho người ta nghĩ. Chứ em không có cắt đứt bụp 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 thì đương nhiên vợ em ghen là đúng phải, rồi. Không phải chị, giống như em bạn bè em nhiều đi. Giống như hai đứa đang nào ngồi chung một cái ghế, bạn em gọi điện thoại lại. Rồi thì em vẫn ngồi đó nói chuyện đàng hoàng. Em đâu phải như em nghe điện thoại xong em chạy ra chỗ khác thì nó nói. Em ngồi chỗ đó em nói luôn, nói trực tiếp người đó luôn. Nhưng mà bạn bè thì lâu ngày gặp nhau thì nói chuyện cũng bình thường mà. Dịu cũng ghen. Cái này là do tìm hiểu chưa kỹ. Là dạ, em vội vã mới có 2-3 tháng em chưa tìm hiểu kỹ tính cách của nhau. Mà mình lấy nhau sớm quá thì nó là như vậy. Đó, cái đó là cái sai lầm của em. Nhưng mà giờ hiện tại giờ trên cái giấy tờ mọi thứ là vẫn độc thân. Đúng rồi chị. Cũng may mà chưa có con đó. Dạ. Dính vô nữa là mất công khổ mấy con nhỏ nữa, đúng không? Đúng rồi. Rút kinh nghiệm nha. Nhưng mà tại sao lúc đó không làm giấy tờ rồi kết hôn? Lúc đó là cứ nghĩ hai đứa sẽ lấy nhau đi. Rồi khi sanh con xong mình sẽ làm giấy đăng ký kết hôn luôn. Rồi hiểu. Em muốn hỏi là vợ nhỏ hơn ảnh nhiều không vậy? Rồi nữa em thật sự là tính em cũng con nít nha. Con nít nhưng mà tuổi em lớn rồi em ơi. Cũng không thể nào con nít bằng cái đứa tuổi con nít thiệt. Dạ. Mình là cái tánh mình nó trẻ trung thôi. Chứ dạ, mình không phải con nít. Khi em đi chơi với bạn bè em hay quậy này nọ lắm. Em không biết là anh có chịu được không? Trời ơi sợ em quậy không bằng ảnh. Anh muốn em quậy cho nhiều nhiều xíu á. Quan dạ, trọng là mình chơi vui bạn bè. Nhưng mà dạ, đâu là cái tình cảm của mình có xác định được hay không? Mình dạ, có phải là một con người nghiêm túc trong tình yêu hay không? Đó mới là quan trọng. Trong tình cảm thì em nghiêm túc nhưng mà em tại vì em nghe nói là ảnh một lần với vợ như vậy, em cũng sợ là sau này ảnh sẽ gặp vấn đề như vậy nữa. Ủa là em cũng ghen luôn hả? Em ghen dữ lắm hả? Em không có ghen nhưng mà em sợ là cái tính con nít hay nhõng nhẽo hay là hay đòi này nọ, em sợ ảnh không chịu được. Quan trọng là của mình là hiểu chuyện thôi em. Anh làm công việc đó, anh làm cái đó thì anh sẽ nói cho em nghe chứ anh không có giấu. Bạn bè của anh thì anh nói cho em biết hết. Bây giờ ngược lại cổ cũng bạn bè nhiều, cổ cũng hay đi chơi với bạn bè. Rồi cũng đó, ví dụ lâu cổ cũng biết uống bia rồi, em có cái đó bình gì thường không? Chị, cuộc sống bây giờ là mình phải ra ngoài, mình phải giao tiếp, phải ăn uống ăn nhậu, cái là chuyện bình thường. Rồi, nhưng ví dụ mà em đi chơi phải... em có dắt vợ em đi theo không? Có chứ chị. Em đi đâu em cũng dắt vợ em theo hết, nhưng mà nhiều khi cái công việc của mình dắt không được thì giống như đi đám tiệc bạn bè thì có dắt vợ mình theo bình thường, đâu có gì đâu. Rồi giờ cổ hay nhõng nhẽo hả, kiểu như hay vòi vĩnh rồi nhõng nhẽo rồi tại tính tình thôi con nít. Chung đừng bánh bèo quá được, giống như em đang làm á thì đừng kêu anh ơi đi mua trà sữa cho em là không được. Em sống nó thực tế rõ ràng. Nhưng mà vẫn quan tâm yêu thương lo lắng cho bạn gái, cho vợ mình đúng không? Em quan tâm thì em không biểu hộ bên ngoài. Mệt quá thì ráng biểu rồi hiện ra bên ngoài đi. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một mẫu người bạn trai là chín chắn, nghịch nghịch quậy khoái xíu xí. Phá quá luôn được không? Dạ không. Không. Dạ vậy, ví dụ như là nhậu thì ít một xí, hút thuốc em cũng cho, tất cả em cũng cho một cái nào là giới hạn thôi. Hút thuốc nhậu nhẹ có không em? Nhậu có chị, hút thuốc thì không. Nhậu có hả? Dân thì... dân thể thao có nhậu cũng mập đâu em đừng lo. Rồi. Nhậu rồi đừng có bụng bia được rồi chị. Không có bụng bia, người ta chờ body 6 múi mà người ta đi bán đồ tập gym mà em nghĩ dạ, sao bụng bự 6 múi ai mua cái máy gym đâu tập. Đừng lo. Dạ. Nhưng mà có một vấn đề hơi nan giải nè. Dạ. Đó giờ em quen bạn trai hay bạn bè em có ai xăm mình chưa? Dạ chưa. Em có sợ xăm mình không? Em có xăm. Em có xăm, em xăm nhiều ít? Em xăm nhiều. Nhiều? Trời ơi trời ơi. Sao bữa nay em không lòi ra gì cho chị coi vậy? Bánh bèo quá vậy. Còn bạn thích một người bạn gái như thế nào? Không cần đẹp lắm đâu. Ừ. Cái quan trọng nhất là biết nấu ăn, biết lo lắng cho gia đình vậy thôi à. Biết nấu ăn không cưng? Biết thì... làm bánh mà. Dạ nhưng mà nấu ăn em ít nấu à. Nhưng mà em nấu được. Trời ơi, hình ảnh gì mà thiệt khó lựa, khó kiếm ghê luôn á. Kiếm đi, có cổ ở trọng đó. Trời ơi, khó lắm, khó kiếm lắm. Kiếm đi, có ảnh ở trọng á. À, sinh năm 89, bên này sinh năm 85. 89, 35, bên này 31. Một cô nàng 31 tuổi, nhỏ nhắn, xinh xắn. Có đeo kiến không chị? Quậy phá, tinh nghịch. Không biết trong hình có kiến hay không, ở ngoài thì không có kiến. Tại... tôi biết rồi, tôi cũng nghi đoán đó lắm. Nhưng mà dịnh cầm nó đi, chưa chắc trúng đâu. Đâu? Dạ em đón anh ngoài bìa. Sao đón anh ngoài bìa? Em thấy có xăm hình. Rồi thôi được rồi, hai người cứ giữ tấm hình đó đi ạ.
nhìn về phía cánh cửa trái tim để xem cảm nhận hôm nay của mình như thế nào. Dạ. Chào em. Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra như thế nào? Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ. Biết nói sao nữa ta? Em nhìn bề ngoài anh khác hơn so với cái lời nói của anh. Thấy bề ngoài cái lời nói của anh á thì là một người rất là trưởng thành, chững chạc như đó, nhưng mà cái vẻ ngoài nó khác, nó dịu hơn chứ. Dịu là sao? Cái lời nói hồi nãy lúc mà em chưa thấy mặt anh em hơi sợ. À. Dạ. Chứ giờ nhìn thấy không sợ hả? Dạ. Trời ơi, chúc mừng em. Chị tưởng nói em nhìn anh em sợ mà em nói bớt sợ là chị thấy chị nhẹ rồi đó. Thôi anh tặng em món quà. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ em có món quà tặng anh. Cái này tự tay em làm ạ. Dạ. Tự tay làm. Con gấu hả? Dạ sô cô la, anh thích sô cô la không ạ? Anh có ăn thôi, nhưng mà cũng à, tại anh không thích ăn ngọt. Dạ trong đó có đắng có ngọt. Ngồi bên đây. Dạ một cái nước ạ. Gì vậy con, gì vậy? Dạ một đứa bé chị. Một đứa bé? Dạ. Sao tự nhiên tặng quà có đứa bé là sao? Tại vì em thích con nít. Trời đất ơi, gửi gắm một đứa bé cho em được không? Cái này là con trai ha. Con nào cũng được thôi. Dạ. Miễn là con của mình là được rồi. Dạ. Em thấy anh xăm mình nhiều gì, em có sợ không? Em hỏi là tay anh có xăm không? Nói chung là anh xăm hết đó. Chính hết luôn. Gần 100%. Anh thì nói chung là thoải mái lắm. Dạ. Mình muốn làm gì mình làm à. Nhưng mà đừng có làm gì nó sai trái là được. Quan trọng với anh là phải lễ phép với người lớn, bất kể người đó là ai. Anh thấy anh vậy thôi. Nhưng mà nhà anh ai cũng đi làm coi công chức hết. Nhưng mà tại vì cuộc sống anh thích cái cuộc sống nó tự do, anh không muốn làm cho ai hết, nên anh đi theo một con đường riêng của anh. Anh đi học đại học ra, nhưng mà anh học lấy cái bằng thôi. Nhưng mà anh làm theo cái đam mê của anh. Xí nha, từ từ rồi hai đứa tâm sự tiếp. Bây giờ chị phải đi vô. Bây giờ trước tiên chị đi vô thì chị mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Phiêu Mừng. Bây giờ tôi mời hai bạn ha thưởng thức. Đây là một cái set ăn trưa rất đặc biệt của nhà hàng Phiêu Mừng. Vừa ăn, vừa trò chuyện, vừa tâm sự với nhau nha. Chúc hai bạn ngon miệng. Cảm ơn. Chúng tôi quay lại liền nha, tâm sự vô vấn đề chính nha. Anh đi em. Dạ. Em mời anh. Anh sống với ba mẹ gì, anh có phụ thuộc hay là về ba mẹ nhiều không? Không em, mình cũng lớn rồi mà. Dạ. Như anh mà giờ còn phụ thuộc nữa thì khó coi lắm. Ba mẹ em có khó không? Em còn ba à. Ba em thì dễ. Con cái sao cũng được, miễn là tốt là được rồi. Em thì có cái là hồi nhỏ giờ ra là em chưa nấu ăn nhiều. Anh có nghe cái vấn đề đó không? Về tập thôi, nấu ăn cũng dễ mà, anh hồi đó anh nấu ăn đâu có học đâu. Dạ. Nói chung em không nấu thì anh cũng nấu được mà. Dạ. Tại vì cái chuyện nấu ăn đối với anh này cũng bình thường thôi. Không dạ. Có phải gọi là nó khó khăn cho lắm hay là như thế nào hết. Em nếu mà hai đứa mình tiến xa hơn, em có thể về Bạc Liêu được, làm dâu được không? Em thì có thể về nhưng mà cho em điều kiện là 2 năm. Tại vì em còn công việc của em ở đây chưa ổn định. Với em muốn sống với ba một thời gian. Anh nghĩ là bây giờ thì mình cứ tìm hiểu đi. Dạ. Nếu mình cảm thấy được, thấy hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Còn cái vấn đề mà mình không thể nào nói trước được. Em vẫn kết hôn được nhưng mà em muốn ở nhà em một thời gian là 2 năm. Nhưng em có thể là tới luôn thì được, vẫn được. Một tuần hoặc là mấy ngày em vẫn xuống đó được, em không ngại đi xa. Lý do? Tại vì em muốn ở bên ba em thời gian với ổn định cái tiệm của chị em mới mở. À. Tại nhà em còn có mình ba. Ừ. Dạ. Ba khỏe không? Ba năm nay nhiêu tuổi? Dạ ba cũng 69. 69 nhưng mà chị cũng đang ở chung với ba luôn đúng không? Dạ nhà em giờ chỉ có thằng em ở chung với ba. Ừ. Nhà cũng vắng đó chị. Thì trong thời gian đó mình tìm hiểu, lần này tìm hiểu kỹ hơn một chút. Để mọi thứ đã an toàn, đảm bảo chắc chắn, đừng vội vã như lần trước nha. Thật ra đây là mình mới trao đổi thôi. Có thể nó sẽ là 1 năm, nó có thể nó sẽ là 3 năm. Nó tùy theo cái điều kiện sống của hai bạn. Hoặc thậm chí có thể nó có 6 tháng, nó không có nói trước được một cái điều gì. Nhưng hôm nay là mình chỉ hỏi về cái gọi là cái suy nghĩ bằng cái lý trí á. Đó là cái mong muốn cái của hai bên nó là như vậy. Rồi, bây giờ Tường sẽ cho hai bạn bóc một cái mỗi người một lá thăm ha. Đọc lên những yêu cầu trong này. Rồi, đâu em đọc trước đi.
vì một lý do gì đó gia đình ngăn cấm tình yêu của đôi bạn, bạn sẽ làm gì để bảo vệ tình yêu của mình? Rồi, câu này dành cho bạn nữ đi. Cụ thể giờ em yêu anh này nè, mà giờ về gia đình em nhìn thấy anh này ngợp quá không đồng ý thì em nghĩ phải làm sao? Thì em nghĩ là phải có nỗ lực từ hai người. Anh phải thể hiện ra là cái tình cảm anh đối với em như thế nào cho ba em thấy, và cái công việc là có đảm bảo được cuộc sống cho em hay không, chứ không phải là nói là ngăn cản là mình buông xuôi. Hai người ngồi bàn bạc cách này không được mà làm cách khác vậy. Chứ không nhất định không buông ảnh đúng không? Nếu như em chọn thì em sẽ chọn luôn, em không buông. Mời em. Cái nào không? Vậy là em ngon hơn chị rồi đó. Chứ chị quen ai mà ba mẹ chị cũng chịu, nói riết chị cũng bỏ. Hãy đặt cho người đối diện một biệt danh thật đáng yêu và ngọt ngào, sau đó gọi họ một cách tình cảm. Giống con gì đáng yêu ha? Giống con thỏ đi. Không chị, thỏ thì... đâu biết đâu, chị có đời nào có ai nói với chị mấy cái đó đâu chị biết. Thỏ là gì rồi nói sao kêu thử coi. Mẹ em gợi ý cho anh mùa, em thích chó. Chó của anh là nó tên là Herrick. Trời ơi, đặt một cái tên ngọt ngào. Herrick đâu ngọt ngào gì đâu trời. Kiểu như là cục cưng vậy đó. Nhưng mà là một cái tên gì đó mà kêu nó ngọt ngào vậy đó. Sushi đi. Kêu coi. Bé Sushi ơi. Tại sao đặt tên cổ là Sushi? Tại vì em thích ăn sushi. Người ta kêu nhìn cổ mà đặt, mà toàn đặt tên cái em thích không mà. Thí dụ em tự đặt tên cho em thích đặt lên tên em là gì? Cái nickname Facebook của em là chú chó nhỏ. Chú chó nhỏ, rồi đặt kêu coi. Chú chó nhỏ của anh ơi. Kêu nghe thử coi nè, 2, 3. Chú chó nhỏ của anh ơi. Trời ơi, chán ghê. Thôi tôi thấy tôi nổi da gà gớm quá. Thôi về hai đứa tự tình tứ với nhau đi nha. Bây giờ nghiêm túc và hỏi lại chuyện của hai bạn nè. Hai người nhìn nhau đi, 30 giây nhìn nhau và hãy nói cho nhau nghe cái cảm nhận của mình. Em thấy anh là chứng chắn, chững chạc, có một chút ngầu ngầu. Dạ, cũng thuộc 80% cái tiếp người của em. Trước tiên là cảm ơn cái chương trình này đi. Tại vì cái chương trình này thật sự là rất là ý nghĩa. Cảm ơn chị Cát Tường, cảm ơn ekip tất cả thực hiện chương trình. Nói chung anh đến đây là để tìm cái người phù hợp với anh. Không phù hợp thì mình sẽ cố gắng để mình phù hợp. Không ai là hoàn hảo hết. Nên anh thấy em cũng dễ mến, thoải mái. Dạ. Cũng giống như những cái gì mà anh đã giống như là suy nghĩ. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. Sau 3 tiếng đếm của Tường, đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. Nhắm mắt lại. 1, cảm nhận đi ạ. Nãy giờ chúng ta đã trao đổi những gì? 2, những gì được và những gì còn chưa được. 3, hết thời gian. Ủa em có bấm nút không vậy? Có sao nó chưa lên đèn? Em bấm nhẹo. Trời đất ơi, tôi đã kêu bấm mạnh rồi mà. Rồi mời hai bạn đứng vào một bên. Dạ. Nắm tay nhau nha. Rồi trước tiên là gửi tặng hai bạn. Đây là những cái vé xem phim của hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây là một món quà tặng cho em gái để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Bây giờ hai bạn hãy dành tặng cho nhau một món quà đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp mặt, đó là một nụ hôn. Chào sân. Cảm ơn hai bạn đến với chương trình, hy vọng là sẽ nhận được tin vui từ phía hai bạn nha. Rồi. Bây giờ luôn cái sắp tới vậy đi uống cà phê cái đi, rồi đi xem phim sao, xong còn đi ăn cái nữa, đói quá rồi, ăn không đủ đô. Cảm ơn nhiều.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ạ. Và ngày hôm nay Tường rất vui đã hoàn thành. Tường thấy là cặp này là tình trong như đã, mặt ngoài còn e nè. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị.